Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập học kỳ 1 môn hóa học lớp 9. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ ôn tập về cách viết phương trình phản ứng. Để làm được bài tập dạng này, các em cần nắm vững phân loại chất, các nguyên tắc phản ứng và cách viết công thức hóa học của các chất, cụ thể như sau. Câu A, Fe2O3 là oxit bazơ, HCl là axit. Oxit bazơ tác dụng với axit, chúng ta sẽ có nguyên tắc phản ứng tạo thành muối và nước. Muối là do kim loại sắt kết hợp với gốc chlorocl. Trong trường hợp này, sắt Fe có hóa trị 3, gốc Cl hóa trị 1, nên công thức muối tạo thành là FeCl3. Và nước, sau đó các em cân bằng. Tương tự như vậy, các em về luyện tập giải các bài B, C, D, E theo hướng dẫn của thầy. Các em lưu ý là các em sẽ tự viết sản phẩm mà cân bằng trước, sau đó mới so sánh với bài giải của thầy. Chúng ta sang dạng thứ hai, đó là dạng nhận biết các dung dịch. Để làm được bài tập nhận biết dung dịch, thì các em cần nắm vững phân loại chất. Trong dung dịch chỉ có 3 loại chất chính, đó là axit, bazơ và muối. Làm sao chúng ta biết dung dịch đó là axit? Những dung dịch axit thì trong công thức hóa học có hiđro đứng đầu. Dung dịch bazơ thì trong công thức có OH đứng cuối. Những dung dịch mà công thức hóa học của chúng không có đầu H, tức là không phải axit, không có đuôi OH, không phải bazơ, thì những dung dịch như thế là muối. Trong các dung dịch cần nhận biết mà có axit, bazơ và muối thì chúng ta sẽ dùng quỷ tím để nhận biết. Cụ thể sau. Câu A, nhận biết dung dịch NaOH, Na2SO4, NaNO3. NaOH có đuôi OH, vậy dung dịch này là bazơ. Na2SO4 không có đầu H, không phải axit, không có đuôi OH, không phải bazơ. Như vậy Na2SO4 là muối. NaNO3 không có đầu H, không phải axit, không có đuôi OH, không phải bazơ. Như vậy NaNO3 là muối. Vậy trong bài A, chúng ta có một bazơ là NaOH và hai muối Na2SO4 và NaNO3. Có bazơ và muối, như vậy chúng ta sẽ dùng quỷ tím để nhận biết dung dịch bazơ trước. Dựa vào hiện tượng quỷ tím hóa xanh, chúng ta kết luận đó là dung dịch bazơ NaOH. Hai muối không làm cho quỷ đổi màu, chúng ta có thể ghi còn lại, suy ra nó là hai muối Na2SO4 và NaNO3. Vậy khi dùng quỷ tím chúng ta nhận được một chất, đó là NaOH. Hai chất còn lại, một trong hai chất đó có gốc SO4. Chúng ta sẽ nhận biết gốc SO4 bằng cách nào? Bằng cách dùng dung dịch BaCl2 cho vào. Khi dùng dung dịch BaCl2 cho vào hai muối còn lại thì Na2SO4 sẽ tác dụng với BaCl2 tạo ra kết tủa trắng BaSO4. Dựa vào đó chúng ta có thể ghi nhận lại, thấy xuất hiện kết tủa trắng, chúng ta suy ra nó là gốc, đó là dung dịch Na2SO4. Vậy còn lại là dung dịch NaNO3, bởi vì NaNO3 không tác dụng với BaCl2. Vậy qua bài tập A, chúng ta cần nhớ lại kiến thức. Trong các dung dịch cần nhận biết mà có bazơ, tức là có nhóm OH cuối hoặc có muối, thì chúng ta sẽ cho quỷ tím vào để dựa vào hiện tượng quỷ hóa xanh để nhận biết bazơ. Trong các dung dịch muối mà có gốc SO4 thì sẽ cho dung dịch BaCl2 vào các mẫu đó. Nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng, chúng ta kết luận đó là các dung dịch muối chứa gốc SO4. Hoặc
axit chứa với số 4 cũng có thể tạo kết tủa trắng với BACL2. Chúng ta sang bài B. Nhận biết HNO3, NaCl, NaNO3. HNO3, chất này có đầu H, vậy đây là dung dịch axit. NaCl không có đầu H, không phải axit, không có đuôi OH, không phải bazơ. NaCl là muối. NaNO3 không có đầu H, không phải axit, không có đuôi OH, không phải bazơ. NaNO3 là muối. Vậy bài nhận biết này chúng ta có một axit và hai muối. Có axit và có muối, chúng ta cũng sẽ lấy mẫu và cho quỳ tiến vào. Gặp axit thì quỳ sẽ hóa đỏ, các em ghi hiện tượng nó lại và kết luận đó chính là axit HNO3. Hai muối này không làm quỳ hóa đỏ, chúng ta ghi còn lại suy ra nó là NaCl và NaNO3. Trong hai chất còn lại có một chất chứa gốc Cl. Vậy nhận biết những dung dịch muối hoặc axit chứa gốc Cl, chúng ta sẽ dùng hóa chất gì? Chúng ta sẽ cho dung dịch bạc nitrat AgNO3 vào. Khi bạc nitrat vào hai mẫu này thì bạc nitrat, các em quan sát phản ứng cuối, sẽ tác dụng với NaCl và tạo kết tủa trắng AgCl. Dựa vào hiện tượng này, chúng ta ghi nhận lại xuất hiện kết tủa trắng, chúng ta kết luận đó là dung dịch NaCl. Vậy còn lại là dung dịch NaNO3, bởi vì NaNO3 không phản ứng với AgNO3. Về nhà các em rèn luyện tiếp. Khi cho dung dịch CH số 4 vào NaOH thì chúng ta thu được kết tủa và dung dịch A. Kết tủa đó là COOH 2 lần. Vậy dung dịch A chính là Na2 số 4. Đề bài yêu cầu tính nồng độ mol của dung dịch A là tính nồng độ mol của Na2 số 4. Để tính được thể tích của dung dịch NaOH thì theo công thức tính nồng độ mol, chúng ta có Cm bằng N chất tan chia về dung dịch. Chúng ta phải có nồng độ mol và phải có số mol của NaOH. Nồng độ mol để cho là 4. Như vậy chúng ta tìm thêm số mol NaOH bằng cách quan sát phương trình. Số mol NaOH bằng 2 lần số mol CuS số 4. Số mol CuS số 4 ở bước thứ nhất tính là 0,4 mol, thế vô đây nhân 2 được 0,8 mol NaOH. Tính được thể tích dung dịch NaOH bằng công thức Cm bằng N chất tan chia V dung dịch. Vậy V dung dịch sẽ bằng số mol chất chia Cm. Số mol NaOH là 0,8, Cm NaOH là 4, chia ra sẽ được 0,2 lít. Đổi về đơn vị của đề là 200 ml. Để tính nồng độ mol của dung dịch A, tức là Na2 số 4, thì chúng ta phải tìm số mol Na2 số 4 và thể tích dung dịch. Tìm số mol Na2 số 4 bằng cách dựa vào phương trình. Số mol Na2 số 4 bằng với số mol CuS số 4, tức là bằng 0,4 mol ở trên đã tính. Thể tích dung dịch A. Dung dịch A là do dung dịch CuS số 4 tác dụng với dung dịch NaOH. Chúng ta có thể hiểu là mình đổ hai dung dịch này vào để thực hiện phản ứng. Và các em nhớ là sau phản ứng chỉ có một dung dịch. Vậy thể tích dung dịch đó làm sao tính? Chúng ta sẽ lấy tổng thể tích của các dung dịch phản ứng, tức là lấy 0,2 lít của dung dịch CuS số 4 cộng với 0,2 lít của dung dịch NaOH, ra được 0,4 lít. Có thể tích, có số mol, chúng ta tính nồng độ mol của dung dịch A bằng cách lấy số mol là 0,4 chia cho thể tích dung dịch A là 0,4, được kết quả là 1 m lớn. Về nhà, các em ôn lại cách phân loại chất oxit, axit, bazơ, muối và cách nhận biết các chất, làm câu số 2C. Chúc các em và quý phụ huynh luôn vui vẻ và may mắn. Chúc các em học giỏi, ôn tập tốt. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Nguyễn Kim Lữ, địa chỉ mail lu.nguyenkim@gmail.com hoặc Zalo 0915223926. Chào tất cả các em.